Tiện thể thì mình cũng thử luôn cái loại sticker thứ hai là cắt theo cái đường viền của từng hình. Đây là bản thiết kế nè. Còn đây là thành quả mình đã làm xong cho cái sticker đầu tiên mà về vẽ hình ảnh chứ không phải là về chữ. Thì các cái đường cắt xung quanh nó cắt rất là khớp. Ở đây bên này là cái đầu tiên mình làm nó hơi bị sai nè, nó bị chồng lên. Nhưng mà qua tới cái này thì nó rất là khớp lại với nhau, viền rất là đẹp. Sau khi mình in sticker và cắt xong thì mình đã thử dùng cái sticker mình làm để mà làm một cái bullet journal. Cảm giác khi mà sử dụng cái sticker của mình làm và trang trí thì cảm giác rất là thú vị. Và mình xem đây như là một cái achievement, một cái thành tựu đầu tiên khi mà mình có thể là tự vẽ, tự sản xuất ra một cái sticker đầu tiên cho mình.